Hôm qua thì có một bạn nữ nhắn tin cho Sương là: "Chị ơi, chị gói cho em hộp quà nào mà mới nhất bên chị đi chị. Em tự thưởng cho bản thân mình nhân ngày 8 tháng 3 sắp tới. Tại em buồn chồng em quá à, nên em muốn tự mua cho mình một món quà mình thích." Sương mới hỏi là tại sao em lại buồn về chồng em. Bạn em mới trả lời là chuyện là ngày hôm qua em có nói vui với ảnh là: "Anh ơi, lần này anh tặng quà gì cho em 8 tháng 3 vậy? Từ hồi cưới nhau tới giờ anh không tặng quà 8 tháng 3 cho em giống như là lúc quen nhau nữa." Thì tự nhiên anh lại cáu kỉnh với em và nói rằng là: "Trời ơi, cưới nhau về rồi thì có cần cái hình thức như vậy không? Quà tặng chi cho nó tốn kém, đi mua gì về nấu ăn là được rồi." Rồi sau đó em thấy điện thoại tin nhắn của ảnh mới phát hiện là ảnh mới vừa nhậu với bạn bè của ảnh. Cái bill hơn 1 triệu luôn á chị. Ảnh có thể sẵn sàng chi tiền nhậu với bạn bè mà một món quà của em ảnh không có mua được. Nghe câu chuyện này Sương thấy chạnh lòng quá. Các anh chồng ơi, khi mình đã cưới được về thì mình hãy trân trọng hơn cả lúc mới yêu nhé. Vì cô ấy đã hy sinh tất cả để về với mình rồi. Con gái đục trong 12 bên nước lòng đông, dập ngàn thiên.